Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần biểu diễn của đoàn Lân gia đình Phật tử Phổ Đà, và sau đây là phần biểu diễn của đoàn Lân gia đình Phật tử Linh Sơn. Linh Sơn vừa có lân vừa có rồng Kim Long. Đây là phần biểu diễn trống của đoàn Lân gia đình Phật tử Linh Sơn. Bây giờ là Kim Long xuất hiện. Xin quý vị cho các em một tràng pháo tay. Kim Long đang chào quý vị. Chúc quý vị luôn an mạnh. Một tràng pháo tay.
phần của mỗi lần. Có ý nghĩa là kính chúc quý vị vượt qua mọi trở ngại và khó khăn trong đời sống nếu gặp phải. Trong đoàn lân gia đình Phật tử Huyền Quang chuẩn bị
xúc động. Thank you.
chuẩn bị giải thưởng cho Đầu Lân Gia Đình Phật Tử Anh Sơn Thịnh Thành. Của Đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Linh Sơn, và bây giờ là cuối cùng phần biểu diễn của Đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Huyền Quang. Xin mời Đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Huyền Quang.